Ngân Khánh, tôi và chồng từng căng thẳng chuyện sinh con. Ngân Khánh cho biết cô và chồng từng có những căng thẳng áp lực về chuyện con cái và khiến cho cặp đôi phải tách nhau ra trong khoảng 2 năm. Nói về cuộc sống 4 năm tạm rời xa showbiz để kết hôn du học, Ngân Khánh cho biết cuộc sống của cô không hề đơn giản bình yên như mọi người nghĩ. Điều khó khăn nữ diễn viên gặp phải đó là vấn đề học tập. Ở tuổi ngoài 30, cô mới bắt đầu lên đường du học. Đây là độ tuổi rất muộn so với nhiều bạn trẻ khác. Cô chia sẻ tuổi này đi học không đơn giản, rất khó nhồi nhét kiến thức mới. Hiện tại tôi cũng chưa hòa nhập hoàn toàn. Tuy vậy, 4 năm qua là cả kho tàng mà tôi không bao giờ hối tiếc khi đã chọn lựa. Không có chồng, tôi vẫn tự tin, tự lo cho mình. Với những khó khăn, cô nói, nhiều người vẫn cho rằng Ngân Khánh có cuộc sống an nhàn vì có chồng giàu có. Nữ diễn viên cho biết kinh tế là một phần để hỗ trợ cuộc sống giúp nữ diễn viên không phải lo toan quá nhiều đến cơm áo gạo tiền và tập trung cho ước mơ. Nhưng cuộc sống vợ chồng không thể đến từ một phía, mà sự đóng góp phải là 50-50. Không thể có chuyện chồng cô ra ngoài kiếm tiền để Ngân Khánh ở nhà hưởng thụ. Công việc hiện tại của chồng nữ diễn viên đang rất vững vàng nhờ vào những bước đi của chính anh ấy. Còn bản thân cô cũng đang tạo dựng những bước đi của riêng mình. Không có chồng thì tôi vẫn tự tin lo cho mình được. Tôi không dựa dẫm vào kinh tế của anh ấy như mọi người nghĩ. Là Ngân Khánh may mắn có chồng lo cho mọi thứ. Đó là mọi người nghĩ, còn thực tế cuộc sống phải do mình hoạch định, Ngân Khánh chia sẻ. Vợ chồng tôi căng thẳng không riêng chuyện con cái. Nói về việc kết hôn đã được 4 năm nhưng Ngân Khánh vẫn chưa có tin vui. Cô cho biết cô cũng ao ước có một đứa con để nuôi dạy, tuy nhiên rất nhiều lý do khiến vợ chồng Ngân Khánh chưa sinh em bé. Vợ chồng nữ diễn viên và gia đình hai bên cảm thấy lo lắng áp lực khi Ngân Khánh chưa mang bầu. Đặc biệt khoảng thời gian đầu vừa mong muốn có con, lại là vợ chồng mới cưới nên nhiều thứ loay hoay khiến họ càng căng thẳng. Có giai đoạn chúng tôi cũng căng thẳng, nhưng không chỉ việc có con mà nhiều vấn đề khác. Cặp vợ chồng nào cũng có nút thăng và nút trầm, vợ chồng tôi cũng có giai đoạn rất trầm và nhiều nút thắt. Vợ chồng tôi cũng có giai đoạn không hiểu nhau, không tìm được tiếng nói chung và phải tách nhau ra. Giai đoạn như thế kéo dài khoảng 2 năm, giữa hai vợ chồng xảy ra nhiều khúc mắc không thể san sẻ với đối phương, Ngân Khánh nói. Tuy nhiên trong 2 năm qua, vợ chồng Ngân Khánh cùng nhau khắc phục và hiểu rằng điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Giai đoạn này cặp đôi đang cố gắng mọi cách để tìm sự ổn định. Ổn định ở đây là khi người chồng nói ra thì người vợ hiểu và ngược lại. Có thể thấy Ngân Khánh là một cô gái chủ động, mạnh mẽ và không phụ thuộc vào người đàn ông yêu mình. Hy vọng với tính cách này giúp cô có cuộc hôn nhân viên mãn và sớm sinh con đầu lòng. Chúc cho những dự định sắp tới của vợ chồng Ngân Khánh sớm thành hiện thực. Trong ngày sinh nhật vừa qua, cô đã đăng ảnh đính kèm dòng trạng thái Many more to come, thank you so much for all the best wishes from my lovely one, love you all, birthday 7 tháng 10 2019. Cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp từ những người đáng yêu của tôi. Yêu tất cả mọi người.